Chào các bạn, và mình là Steve đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với Enderman đi tặng quà cho bà ngoại Danny nha. Và hiện tại là tụi mình vừa mới mua được một chiếc xe mô tô. Đây các bạn nhìn nè, chiếc xe mô tô của mình đẹp ghê không? Nhìn nó giống y chang là con ếch luôn các bạn. Đây các bạn nhìn nè, đó bật đèn lên có hai bóng đèn luôn nha. Mà các bạn thấy mình ngồi như vậy nè, với lại là Enderman, các bạn có biết là ai đang chạy xe không? Thực sự ra là mình đang chạy xe nha các bạn. Con xe này á, nó thiết kế lạ ghê luôn các bạn ơi. Mình chạy xe, mình ngồi ở phía sau, còn Enderman đi chung với mình thì Enderman ngồi ở phía trước nha. Đây các bạn nhìn mình nè, bây giờ mình sẽ thử xuống xe cho các bạn xem ha. Đây. Con xe của mình lạ lắm các bạn ơi. Rồi Enderman ơi, xuống xe đi bạn. Đó các bạn thấy không, bây giờ mình lên xe mình chạy nè. Đây đây, Enderman ơi, né sang một bên đi bạn ơi. Đó các bạn, ui. Mà các bạn nhìn nè, cái mặt đồng hồ của nó lạ ghê chứ các bạn. Nhìn vào nó nhỏ xíu à, mình không thấy gì luôn á. Rồi Enderman, lên xe nhanh lên đi bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tặng quà cho bà ngoại Danny nha. Và món quà ngày hôm nay tụi mình sẽ tặng cho bà ngoại Danny đó chính là Ripper nha các bạn. Tụi mình sẽ tặng cho bà ngoại Danny 500 anh em Ripper luôn. Ui, xe container này các bạn. À, con xe container này là con xe container chở hàng của mình nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái thùng của nó đẹp ghê không? Trong đó có 500 em Ripper nha các bạn. Ripper hơi bị nhiều luôn á. Rồi anh trai, chở hàng đến nhà ngoại Danny giúp em nha. Bây giờ mình sẽ cùng với Enderman đi mua đồ đã các bạn ơi. Ui các bạn nhìn nè, con xe mô tô của mình chạy lên rồi luôn mới ghê chứ các bạn. Đấy các bạn nhìn nè, ngầu quá chứ các bạn. Đó, chạy xe lên đầu luôn nha. Đây các bạn nhìn nè, ui, con xe mô tô của mình. Xe mô tô một bánh nha các bạn. Wow, các bạn nói là mình đang định nói với các bạn là các bạn thấy mình chạy xe có hay không? Chưa kịp nói dứt lời nữa các bạn, chạy xe đụng mọi người tùm lum tùm la. Đấy các bạn như nào, ui, mọi người ơi, mọi người thấy mình chạy xe mô tô có hay không? Ui các bạn, con xe mô tô này á, nó lạ ghê luôn các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, nó chỉ có một bánh thôi nha, mà mình chạy xe như vậy nè các bạn, mình không thấy cái bánh nó di chuyển luôn. Chiếc xe này là chiếc xe của Bình Dương này các bạn ơi. Rồi, xe một bánh của Bình Dương. Bây giờ mình sẽ đi vào đây để mình đổ xăng nha. Giờ này các bạn, hiện tại bây giờ thì xe của mình nó cũng gần hết xăng rồi. Nào Enderman ơi, đi vào đây mua đồ thôi các bạn. Một chút nữa thì mọi người sẽ dẫn chuyển Ripper đến nhà ngoại Danny nha các bạn. 500 anh em Ripper luôn. Rồi, mua cola nè, mua không được. Cái máy đó mình chán ghê luôn các bạn. Rồi ông chú ơi, ông chú bán cho con chút xíu đồ nha ông chú. Lâu rồi con chưa gặp ông chú. Rồi các bạn ơi, mình mua đồ đủ rồi nha. Nào Enderman ơi, đi theo mình nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà ngoại Danny. Ui, anh trai kia anh đang đứng mình không thấy các bạn ơi. Ủa sao anh trai? Có chuyện gì không anh trai? Steve của chúng ta phải nói khá là cao to luôn các bạn ơi. Mình nhảy xuống mà mình không thấy anh trai kia luôn á. Nào Enderman, lên xe nhanh lên đi bạn. Con xe này á, cái kiểu ngồi nhìn đúng ai luôn các bạn ơi. Ngồi hai người, người chở thì ngồi phía sau, còn người đi chung á thì ngồi phía trước nha. Chán chiếc xe này ghê luôn á, độc lạ lắm các bạn. Qua các bạn nhìn nè, nó chạy lạng lách cũng hay ghê luôn các bạn ơi. Đó, nó khá là chính xác nha. Nó chính xác còn hơn cả mấy chiếc xe mô tô nữa các bạn. Và hiện tại bây giờ đã đến mùa đông rồi các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, toàn bộ bản đồ trong game GTA 5 toàn tiếc với tiếc thôi các bạn. Tiếc bao phủ trắng xóa luôn á. Nhưng mà biển á thì không có đóng băng nha. Biển thì vẫn như vậy thôi các bạn ơi. Chỉ có là toàn bộ khu vực chỗ này nè, rồi cây cối nè, đóng băng hết rồi các bạn. Rồi mọi người ơi, mọi người có ai muốn đua xe với mình không? Con xe của Steve đây các bạn. À đây các bạn. Chiếc xe chở 500 em Ripper đây các bạn ơi. Chiếc xe này sẽ đến nhà ngoại Danny rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ dừng ở đây để mình chỉ đường cho mọi người nha. Mọi người mà không biết đường vào á, chứ mình mượn xe mọi người luôn á các bạn. Mình tự chạy vào luôn. Rồi anh trai ơi, đi theo em nè anh trai. Đường này nè anh trai. Ơi, chiếc xe này hay là chiếc xe phía sau ta? Hình như là mình qua lóc rồi các bạn ơi, hình như là mình qua lóc rồi. Ơ, có phải con xe kia không? Bây giờ xe vận chuyển hàng hóa, nó chở hàng tùm lum tùm la các bạn. Mình không quan sát kỹ nè. Rồi luôn. Lạc mắt rồi các bạn ơi. Chắc mình nghĩ nó chỉ ở đâu đó phía sau lưng mình thôi. Các bạn chờ mình một chút nha.
Buồn thật sự luôn á, mình chạy mình cứ cà quẩn à, chỉ trong một chút thôi các bạn là mình lạc mắt xe liền luôn đó. Bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài đó mình kiểm tra thêm một lần nữa nha, không được thì mình tự tạo ra thêm 500 em rubber luôn các bạn. Mình tạo ra 500 em rubber dễ mà. Rồi con xe này cũng không phải luôn, không phải luôn, không phải luôn, không phải luôn. Vậy là mình đã lạc mất chiến hàng đó rồi các bạn ơi. Không sao không sao, một chút nữa. Anh trai ơi, cho em xin đường nha anh trai. Ui các bạn nhìn kìa, anh trai đó hổ báo có chồng ngay chứ các bạn. Ơ, có chuyện gì vậy? Tự cầm súng bắn mình rồi tự ngã lăn ra xỉu luôn. Thôi em tạm biệt anh trai nha, em đi đây. Em không muốn đánh nhau với anh trai đâu. Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ tạo ra 500 anh em shipper nha. Lạc mắt xe chở hàng rồi, buồn thật sự luôn á. Đây các bạn, mình sắp đến nhà ngoại Danny rồi nha. Chạy xe vào trạm xăng luôn mà mình không biết bà ngoại Danny ngày hôm nay có ở nhà hay là không nữa. Các bạn như nè, chạy xe băng qua hàng rào luôn, chạy xe vô nhà ngoại Danny luôn, chạy xe vô nhà ngoại Danny luôn nè. Té xe rồi các bạn ơi, mình với lại là men té xe rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi vào đây để mình xem lại các bạn. Hello bà ngoại Danny ơi, bà ngoại Danny có nhà không? Hello bà ngoại Danny, bà ngoại Danny có nhà không? Rồi đúng các bạn ơi, hình như là bà ngoại Danny không có nhà nha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ đặt bom này nè các bạn. Với lại là mình tặng thêm cho bà ngoại Danny 500 em shipper nha. Đặt bom nè, đặt bom nè, đặt bom nè. Thêm ở đây nữa, thêm ở đây nữa. Các bạn yên tâm đi, ngôi nhà của bà ngoại Danny á khá là chắc chắn luôn các bạn. Bây giờ mình đặt 1.000 quả bom nó cũng không sao đâu. Cái này á là mình chỉ đặt mình tròn thôi các bạn ơi. Để chút nữa bà ngoại Danny về nhà cái mình kích nổ nha. Nào leo lên leo lên leo lên leo lên. Rồi phía trên đây nữa, phía trên đây nữa. Mình nhớ là các bạn cái đoạn này á là mình đi qua kia không được nha. Bà ngoại Danny này bị lắc rồi các bạn ơi. Đây rồi, đặt bom ấy nữa, đặt bom ở đây nữa. Rồi tiếp theo là phía trong đây nha, đặt bom ở trong đây nữa nè, đặt bom ở đây nữa nè. Được rồi các bạn ơi, mình đặt đâu đó tầm khoảng là 28 đến 29 quả rồi nha. Bây giờ mình sẽ tạo ra thêm 500 anh em shipper đó. Đặt bom nè, đặt bom nè. Được rồi các bạn ơi, anh em shipper đến đây với mình nè. Chiến hàng kia bị lạc mắt rồi các bạn ơi, buồn ghê luôn á. Vậy thì bây giờ mình sẽ gọi ra 500 anh em shipper nha. Đây các bạn, shipper đây. Mình để trong nhà luôn nha các bạn. Đó, một người anh em shipper nè, hai người anh em, ba người anh em. Cái này mình khỏi đếm đi các bạn ơi, nhiều lắm, mình đếm chút xíu nữa là mỏi cả miệng luôn nha. À, anh em Ripper đến thăm nhà ngoại đến đây đây, anh em Ripper đến thăm nhà ngoại đến đây đây. Rồi các bạn ơi, wow các bạn nhìn kìa. Quá chừng em Ripper luôn các bạn. Ơ hình như bị lắc rồi sao đó các bạn ơi. What the hell, cái gì vậy? Ơ có chuyện gì vậy? Hình như bị lắc rồi các bạn ơi, mình tạo ra thêm anh em Ripper không được nữa, chỉ có như vậy thôi à. Ơ chán vậy. Cái này á là chưa được 500 em shipper đâu nha các bạn, chỉ có như đó thôi à. Mà không biết bây giờ bà ngoại Danny ở đâu nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ mình với lại Lenderman sẽ cùng nhau chạy chiếc xe này đi tìm bà ngoại Danny nha. Ui từ từ thôi, từ từ thôi. Tiếc quá con xe này á là mình chỉ được hai người thôi nha các bạn. Nếu như mà đi đông đông á thì mình đủ thêm cả Iron Golem nữa các bạn ơi. Đây Iron Golem đây. Bây giờ mình sẽ cho Iron Golem chạy bộ luôn nha. Đó các bạn. Iron Golem chạy bộ. Nào Iron Golem ơi, đi chung với tụi mình nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi trong bà ngoại Danny nè. Được rồi đó các bạn. Nào Iron Golem đi theo tụi mình nè. Không biết là hiện tại bây giờ bà ngoại Danny ở đâu nữa ta. Chán thật sự luôn các bạn ơi. Không có bà ngoại Danny ở nhà, như vậy thì mình trôi không có vui nha. Phải có bà ngoại Danny ở nhà kìa, như vậy thì mình trôi mới vui các bạn. Wow các bạn nhìn kìa, ngọn núi cao nhất trong game GTA 5 hiện tại bây giờ nó cũng bị đóng băng rồi các bạn ơi. Không biết là có bản mod trượt tuyết hay là không nữa. Có bản mod trượt tuyết mình đi vào đây mình trượt tuyết là hơi bị đã rồi đó các bạn. Đâu rồi ta, Enderman đâu rồi? Ơ à, lộn, Iron Golem. Thanh niên này chạy theo mình quá chừng dạng lên các bạn ơi. Rồi bà ngoại Danny không có nhà rồi các bạn ơi. Vậy thì bây giờ mình sẽ kích nổ bom nè. Ui các bạn nhìn kìa, nhà ngoại Danny bị nổ quá chừng rồi các bạn. Ơ chiếc xe kia tự dưng chạy ngang qua. Bị sao vậy ta? Ơ mình nhầm rồi các bạn ơi, mình nhầm rồi các bạn ơi. Tự dưng mình bấm cái nút xóa, xóa mất tiêu chiếc xe của mình rồi. Ơ bà chị ơi, bà chị chạy đâu vậy? Hả các bạn nhìn kìa,
Mình thấy rồi các bạn ơi, bà ngoại Danny và ông ngoại Rampa. Hello, xin chào mọi người nha. Hello, xin chào mọi người nè. Đây các bạn nhìn nè, mình có cái quán cầu tiết nữa các bạn. Ông ngoại Rampa, bà ngoại Danny, bà ngoại Danny. Ông ngoại Rampa, ơi sao mọi người bỏ chạy rồi mọi người ơi? Sao mọi người bỏ chạy rồi? Bà ngoại Danny ơi, chờ con với bà ngoại Danny. Mình nhớ thông thường bà ngoại Danny dữ lắm mà ta. Sao tự dưng bây giờ bà ngoại Danny bỏ chạy rồi? Ngoại Danny ơi, chờ con với ngoại Danny. Ngoại Danny này sao mà kỳ dữ vậy ta? Tự dưng bỏ chạy bắt dép được các bạn? Hay là bà ngoại Danny thấy cảnh sát? Nào ngoại Danny ơi, chờ con với. Nào ngoại Danny ơi, chờ con với. Ngoại Danny nè, ngoại Danny nè. Ôi các bạn nhìn kìa, bà ngoại Danny mình không biết lý do vì sao đâu các bạn. Tự dưng bây giờ hoảng sợ bỏ chạy rồi. Ui không ổn rồi các bạn ơi. Cảnh sát hiện tại bây giờ đang đuổi theo trí não mình nha. Thôi chạy 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 thôi mọi người ơi. Cảnh sát đông quá các bạn ơi. Chạy chạy chạy. Ui các bạn nhìn kìa, hiện tại bây giờ toàn bộ cảnh sát ở khu vực này đang đuổi theo trí não mình nha. Ui bà ngoại Danny. Ơi bà ngoại Danny ơi, tại sao bà ngoại Danny lại đánh Iron Golan? Iron Golan là bạn của mình mà. Bà ngoại Danny ơi, tại sao bà ngoại Danny lại đánh bạn của con? Bà ngoại Danny nữa bị ghê đó các bạn. Các bạn nhìn kìa, có cả nguyên một cái kẹo bóng chày nữa nha. Ui Enderman này hổ báo gì các bạn. Này thì bà ngoại Danny nè, này thì bà ngoại Danny nè. Mọi người bây giờ đang đuổi theo đánh bà ngoại Danny nha các bạn. Mình nhớ hình như mình có quả cầu tiết nè. Này thì ngoại Danny hả? Này thì ngoại Danny hả? Này thì ngoại Danny hả? Ngoại Danny hả? Này thì ngoại Danny với mình nè. Này thì ngoại Danny với mình nè. Mình đã bom, mình phát hiện ngoài nhà mà ngoài nhà nó không có bị nổ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra thêm 500 em trooper nha. Ơi mình tắt xe đi các bạn ơi. Còn sao ở đây mấy anh đại cảnh sát đuổi theo mình khó chịu quá. Rồi mình đã tắt xe rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt bom lại ngôi nhà của bà ngoại Danny nha. Đặt bom trước đi các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ gọi ra 500 em trooper nha. Đâu rồi ta? Quả bom kích nổ từ xa, quả bom kích nổ từ xa. Noel rồi các bạn ơi, mình phải tặng cho bà ngoại Danny một món quà nào đó thật là bất ngờ nha. Và món quà ngày hôm nay đó chính là 500 anh em tripper. 500 anh em tripper sẽ cùng nhau được đặt trong ngôi nhà của bà ngoại Danny. Rồi, đặt bom đó nè, đặt bom đó nè. Kích nổ một lượt nha các bạn. Có bom này mà không có ripper á thì bom này nó không có nổ đâu. Mà có ripper không có bom này á thì ripper nó cũng không nổ luôn các bạn. Mình phải kết hợp hai thứ rồi nha. Có như vậy á thì mới nổ được thôi. Nè, đặt bom nè, đặt bom nè, đặt bom lên trần nhà luôn, đặt bom hết luôn. Đặt bom tất cả mọi nơi nha các bạn. Được rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gọi ra 500 em tripper nha. Chán ghê luôn á. Sao hồi nãy mình gọi ra chỉ được có mấy người anh em tripper thôi các bạn. Cái nó bị lắc à. Đấy các bạn nhìn nè. Để mình gọi ra thêm nha. Ui cái gì vậy? Ôi. Mấy anh trai này xuất hiện như vậy đó các bạn. Là coi chừng những người anh em tripper của mình hoảng sợ bỏ chạy đó các bạn ơi. Rồi, anh em tripper, ui các bạn nhìn kìa, đông đi chứ các bạn, anh em tripper, anh em tripper khá là đông luôn các bạn ơi. Rồi, anh em tripper nè, mình chế tạo tầm khoảng hai mấy anh em tripper thôi các bạn ơi. Mình tạo ra nhiều quá thì cái máy của mình nó sẽ bị lắc, nó sẽ kích mình ra ngoài nha. Đó, như vậy đi. Ui các bạn nhìn nè, nhà ngoại Danny, toàn tripper với lại là tripper thôi các bạn. Tripper nữa nè, tripper nữa nè, 30 rồi các bạn ơi. Mình chơi maximum thử xem là được bao nhiêu người anh em nha. Đó. Ui, 36, 37 rồi các bạn ơi, khá là đông luôn. Lúc nãy ở trong nhà mình không biết lý do vì sao nữa các bạn, mà chỉ cho mình tạo được chỉ có mấy anh em tripper thôi à. Còn bây giờ các bạn nhìn nè, ở ngoài đây nè, cho mình tạo được 48, 49 anh em tripper luôn. Ui. Nhà ngoại Danny quá chừng anh em tripper luôn các bạn ơi. 500 anh em tripper, món quà Noel của Steve sẽ cùng nhau tặng cho bà ngoại Danny nha các bạn. Đó. Ripper, ripper khắp nơi luôn các bạn ơi. Đặt sang nhà hàng xóm của Obunga luôn nè. Này thì Obunga hả? Mình sẽ đặt ripper sang nhà của Obunga nha các bạn. Ui, 69 anh em rồi. Ghê dữ vậy ta. Ồ, khá là đông luôn các bạn ơi. Ripper khắp nơi nha. Rồi, lấy ra thêm nữa nè, lấy ra thêm nữa nè. Khủng khiếp chưa các bạn, 80 rồi nha. Sang nhà của Obunga luôn. Chút xíu nữa nổ sao mà hư nhà của Obunga đi. Obunga tự trong bếp room chạy ra ngoài để tấn công nha các bạn. Rồi 92, 99 người anh em đi các bạn ơi. 95, 96 rồi. 97, 98, 99. Thôi các bạn nhìn kìa, Ripper, Ripper khắp nơi luôn các bạn ơi. Ripper khắp nơi luôn.
Wow, ghê dữ vậy ta. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ sử dụng cái khẩu súng phóng lựu này. Mình sẽ phóng hiển cái nhà của bộ ngoại này đi nha, cho những người anh em Ripper nghỉ chạy luôn. Chứ mình mà đặt bom á thì những người anh em Ripper thấy sẽ bỏ chạy nha. Còn bây giờ mình bắn như vậy nè. Đồ, anh em Ripper bỏ chạy quá chừng luôn các bạn ơi. Anh em Ripper nào mọi người đừng có chạy mọi người ơi. Phá hủy ngôi nhà của bà ngoại Danny đi mọi người ơi. Mọi người đừng có chạy chứ. Ui các bạn nhìn kìa, anh em Ripper đừng có chạy, anh em Ripper ơi. Chúng ta cùng nhau phá hủy ngôi nhà của bà ngoại Danny nha. Rồi các bạn ơi, đổ sao mà lắp máy của mình luôn nha. Này thì nhà ngoại Danny nè. Ừ, rồi còn ở dưới kia. Hồi nãy bà ngoại Danny đuổi theo tấn công tụi mình mà. Bây giờ bà ngoại Danny bỏ chạy đâu mất tiêu rồi. Nào, ai đừng có lên ơi, từ từ thôi nha bạn. Đó kìa các bạn ơi, bà ngoại Danny kìa. Ui, bà ngoại Danny quay trở lại rồi các bạn ơi. Nào, ngoài giấy, ngoài giấy, ngoài giấy. Anh trai ơi, tại sao anh trai chạy xe ủi em rồi? Ui các bạn ơi, bà ngoại Danny hổ báo có chồng như các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tắt sao nha. Ô sao kỳ vậy? Mấy anh thầy cảnh sát tự dưng cứ kéo đến đây tấn công tụi mình các bạn. Là mọi người ở đây hoảng loạn, hoảng sợ bỏ chạy hết rồi. Rồi chạy xe đụng mình tùm lum tùm la nữa chứ. Ui, Enderman sử dụng nghĩa bóng chạy đến bà ngoại Danny mới ghê chứ. Nào mọi người, lên xe nhanh lên đi mọi người ơi. Coi như là ngày hôm nay mình đã tặng quà xong cho bà ngoại Danny rồi nha các bạn. Và món quà ngày hôm nay phải nói cực kỳ đặc biệt luôn. Đó chính là 500 Ripper nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào đây, mình rút tiền lại các bạn ơi. Hiện tại bây giờ trong người mình hết tiền rồi. Mình mua khá là nhiều Ripper ha, cho nên là hiện tại bây giờ trong người mình không còn tiền luôn. Lại đi rút tiền thôi các bạn ơi. Rồi bà cô ơi, bà cô, xong cho bà cô. Ui, bà cô kia bà đang rút tiền các bạn. Mình đang định xếp hàng mà mình không biết lý do vì sao mình chạy trúng bà. Bà hoảng sợ bà bỏ chạy luôn rồi. Nhắn ngép. Hả, cái gì vậy? Mình bấm nhầm rồi các bạn ơi. Tự dưng mình bấm vào cái phím F, mình làm hacker luôn rồi. Đáng lý ra mình bấm vào phím E để mình rút tiền nha. Bây giờ mình bấm vào phím F, mình làm hacker rồi các bạn ơi. Mình không muốn làm hacker đâu nha. Chán thật sự luôn á, tự dưng bây giờ biến hết cơ rồi các bạn. Nào, được bao nhiêu tiền đây? Để mình xem thử nha các bạn. Nó không hiện lên luôn ta. À, 2 triệu đô thôi các bạn ơi. Wow, khá là nhiều nha các bạn. 2 triệu đô phải nói khá là nhiều luôn á. Rồi mọi người ơi, lên xe nhanh lên đi mọi người. Tự dưng mình hack vào hệ thống chi? Bây giờ cảnh sát đang đuổi theo truy nã mình nha các bạn. Mình chỉ định vào đó mình rút tiền thôi. Mình rút tiền để mình mua thêm Ripper nha. Mà mình chưa kịp rút tiền nữa, bấm lộn phím sau, mình hack vào cái trụ ATM luôn. Vậy là hiện tại bây giờ cảnh sát đang đuổi theo truy nã nha các bạn. Còn bà ngoại Danny nữa, đuổi theo tụi mình suốt rồi ta. Bà ngoại Danny ơi, bà ngoại Danny ơi, tha những người bạn của con đi bà ngoại Danny. Ui các bạn ơi, bà ngoại Danny định mở cửa xe đánh mình hay sao đó các bạn. Nào 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 nào. Iron Golem, lên xe lên với bạn. Rồi, tạm biệt bà ngoại Danny nha, tụi con đi đây. Làm sao bà ngoại Danny đuổi kịp được tụi con? Tụi mình chạy khá là nhanh nha các bạn. Bà ngoại Danny á không đuổi kịp tụi mình đâu. Ui các bạn nhìn kìa, Enderman đưa tay ra ngoài chứ vậy bạn. Cảnh sát bắn bạn chút xíu là cái tay các bạn rớt ra ngoài đó các bạn. Không đùa được đâu. Enderman này, đưa tay vào đi bạn. Rồi cả Iron Golem nữa chứ, đưa tay ra làm chi? Ui các bạn ơi, hiện tại bây giờ cảnh sát ở phía sau lưng mình nè cũng có, và phía trước mặt mình cũng có. Không lẽ là bây giờ mình chạy xe xuống biển chứ? Không ổn rồi các bạn, mình sẽ chạy xe xuống biển để mình trốn bên trái cảnh sát nha. Rồi mọi người ơi, có ai có con xe nào bắn tải không? Rồi các bạn ơi, mình thấy chỗ này có một chiếc xe bắn tải nè. Bây giờ mình sẽ mượn chiếc xe này nha. Ui cảnh sát ơi, làm anh cho cảnh sát ơi, đừng có đuổi theo em nữa mà. Ơi sao mượn con xe này? Mình đang định mượn chiếc xe bắn tải mà. Ôi các bạn ơi, mấy anh trai kia hoảng sợ bỏ chạy rồi. Mình đang định mượn xe bắn tải mà. Mọi người cho mình mượn xe bắn tải đi. Rồi các bạn ơi, con xe này khá lõm luôn nè. Mình còn được bonus thêm một cái thùng nữa nha, chở hàng lên các bạn. Steve sẽ đi vận chuyển hàng. Ơi rồi còn Enderman. Ui Enderman bị mọi người chạy xe đụng rồi các bạn ơi. Enderman ơi, ngoài dậy đi bạn. Ui mấy anh trai kia chạy xe cái gì mà ẩu dữ vậy, đụng Enderman của mình té tùm lum tùm la à. Rồi Enderman ơi, lên xe nhanh lên đi bạn, lên xe nhanh lên đi bạn. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau chạy trốn cảnh sát luôn nha các bạn. Nào Enderman, lên xe nhanh lên đi bạn ơi. Ơi, con xe này ngồi được phía sau à? Ơ sẽ nhớ vậy ta. Nhưng mà ngồi phía sau thì khá là nguy hiểm luôn các bạn. Đây các bạn nhìn nè, mình chạy xe làm vậy á, Enderman dễ rơi ra ngoài lắm nha.
Enderman ơi, vào trong ngoài đi bạn, vào trong ngoài đi bạn. Ôi các bạn ơi, cảnh sát không tìm được mình kìa. Ơ hay dữ vậy. Mình chạy xuống dưới biển là cảnh sát sẽ không tìm được mình luôn nha. Hay đó. Ui, Enderman này, mình kêu vào phía trong ngoài chung với mình đâu không chịu đâu. Ngồi ở phía ngoài làm chi, hiện tại bây giờ trời vào mùa đông rồi các bạn, cho nên khá là lạnh luôn nha. Enderman này nguy hiểm quá, ngồi như vậy á là dễ bị cảm lạnh đó các bạn ơi. Đó 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 đó, ở phía trước mặt mình có thêm mấy cảnh sát nữa hả? Nào 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 nào, quấn lên đây, quấn lên đây, quấn được không? Quấn kịp không? Quấn kịp không? Rồi các bạn ơi, kịp rồi, kịp rồi. Wow, được 2 triệu đô luôn các bạn. Như vậy là mình cũng có thể mua được 1.000 em Ripper nữa nha, chứ không phải là 500 em Ripper đó các bạn. Khá là ok luôn. Tự nhiên mình đang định vào đó để mình rút tiền, nhưng mà không ngờ mình hách vào cái trụ ATM luôn mới ghê chứ. Rồi bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi mua thêm những người anh em Ripper nha các bạn. Ok, và mình nghĩ là mình cũng sẽ tạm dừng video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.